Thì em chào anh, lời đầu tiên xin cảm ơn anh đã dành thời gian để đến với buổi tất niên của tập đoàn Delta Blue Bay ngày hôm nay. Thì em xin cảm ơn anh. Và anh có thể cho em hỏi tên của mình và mình đang ở đâu được không ạ? Tên là Đinh Ngọc Vương, hiện ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vậy hôm nay anh đi một đường chặng đường khá là xa để đến tập đoàn ngày hôm nay. Thì không biết anh ngày đầu tiên anh đầu tư vào công ty của mình đã lâu chưa? Mình có thể chia sẻ cái những cái ngày đầu tiên đó được không ạ? Cách đây khoảng 2 tháng. Có một người bạn ở làm một công ty này giới thiệu vào đây, công ty này đầu tư cũng ổn nên thử đầu tư vào để tìm kiếm cái nguồn phát triển mới cho bản thân. Thì không biết là bạn sale nào đã chăm sóc anh từ những ngày đầu tiên và mình có cảm nhận gì về bạn sale đó, mình có thể chia sẻ cho em với cũng như tất cả mọi người biết. Bạn đó là trước đây là bạn học cũng nên cũng muốn là giúp đỡ mình để có thể kiếm thêm thu nhập rồi để phát triển công việc tốt hơn. Mình có thể nói tên bạn đó em. Nguyễn Thị Kim Phượng. Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi anh là mình cảm nhận về cái không khí của ngày hôm nay như thế nào? Rất vui. Anh có vẻ hơi hồi hộp. Dạ vâng, thì em cảm ơn anh rất là nhiều vì anh chia sẻ những lời chia sẻ. Rồi, em cảm ơn anh.